lì xì bắp lên. Yes. Mà chắc bên Mỹ thì sao là nó lì xì bắp. Xếp hàng qua đây. Xếp hàng nó hỏi lì xì bắp. What? Lì xì. Hả? Lì xì. Lì xì. Lì xì. Lì xì. Bác hỏi sao lì xì. Mày nói nó làm thiệt ạ. Cái phong bì của nó đưa cho mày ạ. Lúc đó bề mặt ạ. Được mặt chứ là gì bề mặt. Cho là cho là không có cho lưu lấy lại ạ. Mà mày quay vô mày nhìn bác khởi chứ sao mày đi kiểu gì vậy? Mày quay vô nhìn bác nhá. Rồi, Ngọc ơi, chơi ra kia rồi. Chơi là bác hỏi chơi, bác hỏi chơi gì rồi. Mày lại, mày đứng trước mặt cho bác hỏi kìa. Mày phân tao lại, Đứng sau chị Trong kìa, xếp hàng à. Ủa? I'm the leader. Kìa. Mày, ngờ. Xếp hàng, ôm eo. Xếp hàng thôi. Không, mày qua lại xong rồi mày đưa tay vào. Cảm ơn bác. Sợ nó giơ tay. Hey guy, everybody waiting for you, man. What's going on? Tuấn đâu? Tú đâu? Long đâu? Long xếp hàng không? Các ông nghỉ việc rồi. Xếp hàng Tú nữa đây, xếp hàng Tuấn nữa, xếp hàng. Lẹ, ba lát trời, đang xếp hàng mới. Quý quý, mua lên bánh chưng cho. Bánh chưng. Bánh không, cái này phải đưa cho ông cho chứ. Cho bác kẹo lấy tiền hết kìa. Đây cho thì cho cháu. Cho với thằng Nhi học chung với cái. Rồi cho hết rồi, cảm bác kẹo. Nhiều quá. Dạ một cái rồi. Đúng rồi. Đưa đó hả? Dạ cảm bác kẹo, cảm bác rồi. Ừ, Long Tuấn Sú đâu? Tụi nó có được hay không? Ồ dày hả? Đúng. Rồi còn tại sao dư một cái vậy? Ồ dày à? Ờ. Ờ chợ quá.
Ừ, cháu con lì xì cho ba cho bác Hợi à? Con lì xì cho bác Hợi đi. Cháu quý cho đi về. Bác kêu. Bác dầu. Cháu chưa bác đi. Ok, xin không? Ok, mai gặp nha. Ok. Happy 2014! Chụp ghế à mày?